Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và mình là Tony. Thì hôm nay trước mặt các bạn đây là một web kiếm đồng Rubber. Cái web như thế này là rất phù hợp cho những bạn mới chơi, bởi vì sao? Bởi vì nó rất dễ tiếp cận này, cho các bạn kiếm miễn phí này, rút về vẫn miễn phí này. Chẳng qua là nếu như anh em cày kéo và kết hợp với những web khác mà mình đã giới thiệu thì chắc chắn là sẽ có những cái cơ bản ban đầu để cho các bạn đi tiến xa hơn. Ok, chúng ta đi xem web ngày hôm nay như nào nhé. Ok, thì trước mặt các bạn đây có thể nhìn thấy là web mới chạy 2 ngày thôi và nó đã thanh toán được 3.000 rup và đầu tư là 97.000 rup và tận có 1.235 thành viên. Thì cái mô phỏng của web này ấy, thì nó cũng hơi mới một chút cho mấy anh em cho những gì mình giới. Mặc dù là cái nội dung bên trong hay là mọi thứ ấy, thì nó cũng cơ bản thôi, nhưng mà cái giao diện ấy, thì nó hơi mới một chút. Ok, đăng ký chúng ta kích vào đây nhé. Thì đây bạn thể điền địa chỉ mail của bạn này. Link của web mình sẽ để ở phần mô tả bên dưới cho anh em. Ở đây là điền thông tin này. Ở đây là điền password này. Đây nữa. Nhập lại bạn. Xong rồi chấp nhận những luật của nó. Rồi ok, check in. Ok, xong. Rất là nhanh chóng và rất là gọn. Khi đối với web này mình thấy tốc độ của nó tương đối là ok. Thì vào đây thì các bạn có thể nhìn thấy đây là hai cái giá trị. Ở giá trị này để dành cho các bạn mua những cái vật phẩm ở trong game, đại khái là mua vật phẩm. Còn là giá trị này là các bạn dùng để mà rút tiền, có thể là chuyển về tài khoản của bạn. Thì có một số bạn hỏi mình ấy, thì tiền về ví như thế này là ok chứ anh? Chắc chắn tiền về ví như thế này là ok rồi, tiền đã về ví bạn là của bạn rồi. Thì mọi thắc mắc về như kiểu là chuyển Rubber này về tài khoản ngân hàng Việt Nam, rồi làm thế nào để đổi Rubber ra các thứ khác, rồi làm nào để bán Rubber để đổi khác, thì tất cả mọi thứ nó đều link ở phần mô tả bên dưới cho anh em. Cái này mình đã nói rất nhiều rồi, nên là anh em nào mà chưa hiểu về cơ bản về Rubber thì có thể xem phần mô tả bên dưới nhá. Thì ở đây là vì là web cơ bản dành cho các bạn nên là mình sẽ đi từ từ từng dòng một. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ click vào Olympus này. Thì ở đây là để vật phẩm cho anh em mua. Thì ở đây thần rớt này, rồi thần thiếc các thứ này thì mình cũng không ấy. Ở cái chỗ này ấy, nhẹ nhất thì ở đây là 10 Rubber. Bởi vì cái này nó 100 cái đồng này thì tương đương 1 Rubber mà. Nhẹ nhất thì thần rớt 10 Rubber. Đấy, đấy. Đây là chỗ phần mà các bạn để thuê để tăng thu nhập. Ok, thì ở đây ở đây thì nó đã cho bạn miễn phí ngay một con one day thì được 0.1 Rubber đấy, được miễn phí ngay được một con rớt rồi. Thì đây nó rớt. Còn tiếp phần tiếp theo để rất quan trọng, đó chính là phần kích quảng cáo. Phần này thì để tăng thu nhập cho em, mỗi một cái này thì tương đương 15-11, đủ 100 cái này thì cái tiền này nó sẽ chuyển thẳng về chỗ này là tài khoản rút cho các bạn để anh em rút tiền. Đấy, chờ 60 giây. Cái này nó cần yêu cầu tip Windows, có nghĩa là cái dòng vừa rồi ấy, nó hiện lên thì các bạn phải ngồi chờ cho đủ. Còn nếu như anh em muốn kết hợp mà chơi với những web khác ấy, thì các bạn quay lại kênh YouTube của mình xem những web khác của mình giới thiệu, thì anh em có thể kết hợp mà chơi kiểu kích quảng cáo này, kết hợp song song với nhau. Thì có rất nhiều bạn là hiện tại ấy, cũng không quá tin về đồng Rubber, bởi vì các bạn kiếm khó khăn nó cũng có, rồi các bạn thất bại vì nó cũng có, thành thử ra các bạn mất hết lòng tin. Thực sự là những cái này ấy, có rất nhiều bạn đã đi lên từ những web như thế này. Các bạn có thể nhìn thấy ở vào group Facebook của mình ở dưới, mình để ở phần mô tả, thì có rất nhiều bạn đã đi lên từ những web như thế này. Các bạn ấy, rồi có những bạn này, các bạn ấy cũng muốn đầu tư rất nhiều vào, nhưng mà về cá nhân mình thì mình khuyên bạn nào mà có nhiều tiền ấy thì tốt nhất là chúng ta cứ đi từ từ thôi, mua nhỏ nhỏ trước, xong anh em bùng sau cũng không muộn, bởi vì những cái này chúng ta cần phải đi lâu dài chứ không phải là các bạn bùng một phát là ấy được. Ok, được 15 này. Đấy, các bạn nhìn thấy ở phần tài khoản của mình nhé, ở chỗ này nó sẽ lên 15. Ok, thì anh em sau khi có rồi thì chúng ta phải nhớ ấn vào phần setting này. Đấy, thì bạn cài đặt về ví Bayer. Bạn nào chưa biết ví Bayer, link mình để phần mô tả bên dưới nhé. Tiền về đây là tiền của bạn rồi. Ok, các bạn để ở đây này, bên lại.
nó cũng nhanh chóng thôi, xếp lại. Thì lưu ý là đối với các bạn lập ví bearer mới là ví có 10 chữ số 1 2 3 4 5 6 7 8 là ví cũ của mình có 8 chữ số nhưng mà 10 chữ số vẫn được, mình đã xếp lại được 10 chữ số vào đây. Thì các bạn sử dụng 10 chữ số đều ok vì nó là web dành cho anh em mới chơi mà. Thì khi mà tại sao nó gọi là dành cho anh em mới chơi thì cái kích vào Windows Fund ở đây ấy, thì các bạn có thể nhìn thấy nó không cần anh em phải đầu tư vào mới cho rút. Các bạn có thể nhìn thấy đây thì cái min là 150 100 cái đồng như này thì các bạn sẽ đủ rút và kích vào đây abut, không cần anh em phải đầu tư rồi nhá. Hệ thống thanh toán của nó thì các bạn có thể nhìn thấy là rất đủ cả. Nó mà quá nhiều hệ thống thanh toán như thế này thì mình rất là ok luôn. Kể cả các bạn nào nếu như có tiền về từ Perfect Money cũng có thể về Perfect Money, thì link bạn nào chưa biết về Perfect Money thì nó sẽ chuyển tiền về tài khoản ngân hàng Việt Nam, nó sẽ ok hơn là thằng Bayer, bởi vì Bayer bản chất nó là của thằng Nga thì nó hơi 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 khó dùng bởi vì nó nội địa ở Nga thôi, nhưng mà thằng Perfect Money thì nó sẽ toàn thế giới hơn, thậm chí ở Việt Nam họ cũng chấp nhận Perfect Money rất là ok. Thì các bạn có thể xem link ở phần mô tả bên dưới, ở Việt Nam chấp nhận Perfect Money mà, thì anh em cứ không có gì phải sợ. Đấy, các bạn chỉ cần điền địa chỉ ví Perfect Money ở phần setting như này thì rất là ok. Thì mình đánh giá rất cao của web này vì hệ thống thanh toán của nó tương đối nhiều. Về cá nhân mình thì đương nhiên mình sẽ phải đầu tư vào đây, thì đương nhiên mình sẽ phải áp phần Binance vào đây. Đấy, thì ở đây thì chúng ta sẽ có thể vào được cả bằng Visa rồi Bayer, Perfect Money đều đủ cả. Nếu như các bạn muốn mua thì min ở đây nó ghi như này là bạn muốn mua min bao nhiêu thì đầu tư từng đấy. Thì bây giờ mình sẽ kích vào thằng Olympus này để mình xem là mình lên mua thằng nào. Thì đây mình thấy là mình sẽ mua thằng thứ hai, đó là thần biển cả này, với thần biển này thì mình sẽ mua con này tương đương với 100 ruble. Thì mình sẽ vào 100 ruble ở đây để mà mua. Đây là dành cho những bạn mà biết chơi một chút chút rồi nhá. Nếu như bạn không biết chơi chơi thì bạn có thể vào 10 ruble được rồi. Bởi vì với lãi suất là 30% trên một tháng thì 10 ruble, thì bạn vào thêm 10 ruble nữa thì nó sẽ có lãi suất là 60% trên một tháng của 10 ruble. Thì trong vòng một tháng bạn sẽ kiếm được 6 ru. Và nếu như kích thêm phần My Style có nghĩa là subside này, có nghĩa là kích thêm quảng cáo nữa, thì mình tin chắc là trong vòng một tháng bạn sẽ kiếm lại được 10 ruble nhanh chóng và chạy sang tháng tiếp theo. Thì là các bạn ăn lãi thôi, cứ ngồi đấy mà chờ lãi thôi, chứ còn không rất là ok cho những anh em tạo mới. Còn những anh em muốn cao cấp hơn thì có thể đầu tư 100 ruble cũng được, bởi vì cái web này mình đánh giá rất cao ở chỗ là thứ nhất nó mới ra này, hệ thống thanh toán rất là ok, nó quá nhiều hệ thống thanh toán và nó giao diện cũng rất là ok nữa, thì mình nghĩ rằng là nó sẽ tương lai. Mặc dù thì tỷ lệ tương lai chết cũng có, nhưng mà không cái gì là chắc chắn cả. Nếu mà chắc chắn mà biết chắc là nó ngon thì mình có thể đầu tư rất nhiều vào đây, thậm chí là cắm cả nhà vào đây, bởi vì lãi suất rất là cao. Lãi suất ngân hàng bây giờ là 7%, mà trong khi đó lãi suất của thằng này tận 30%. 7% là trong một năm nhá. Thằng này 30% trong một tháng thì các bạn phải hiểu cái lãi suất nó cao như nào rồi, mà anh em lại còn hy vọng nó. Làm gì có đứa nào mà vừa xinh vừa ngoan vừa hiền mà đến tay được anh em nữa. Không có chuyện đấy. Không làm gì có chuyện đấy. Chúng ta phải quen, tập quen chơi ở những cái web này, dần dần các bạn hiểu, xem lại clip cũ của mình thì phân tích thì anh em mới hiểu được rằng là cách chơi của nó là một cách nhuần nhuyễn. Thì ở một clip này mình sẽ nói nó tương đối ít. Nếu như để an toàn thì anh em sẽ chơi 10 ruble, còn nếu như bạn liều hơn thì đầu tư nhiều hơn, thì liều thì ăn nhiều thôi. Ok, thì mình sẽ vào 100 ruble cho các bạn xem app Binance. Vì cái quá trình vào như thế này nó sẽ rất là tốt cho anh em. Bởi vì vậy sao đây 100 ruble tương đương 10.000, ok bye. Thì mình sẽ sử dụng Bayer. Để những web như này thì tốt nhất là sử dụng Bayer. Ok ruble. Thì những cái quá trình mình làm như thế này rất tốt cho anh em, bởi vì anh em có thể nhìn thấy được cái sự thanh toán của nó có nhanh hay chậm không. Bởi vì một số web nhá, thậm chí mình đầu tư vào nó chết luôn, nằm luôn, có nghĩa là tiền không về luôn, chết ngay từ vòng gửi xe luôn chứ không phải ấy. Nên ra cái khâu này là khâu rất quan trọng. Đây khâu Olympus này, các bạn nhìn thấy này, đấy tiền vào luôn, tương đương 100 ruble, và mình kích vào đây và mình mua con này. Với 100 ruble thì một tháng mình sẽ có đây, một tháng
32% một ngày mình đã có được 1 ruble rồi để mà rút rồi. Thì cuối tuần hàng cứ cuối tuần là mình sẽ tiến hành rút tiền cho các bạn xem để các anh em thanh toán, để cho anh em xem. Đêm ra anh em nhớ đón sim đó, à nhớ đón xem cái clip cuối tuần của mình để mình rút tiền cho anh em xem. Đây là tổng quan về web chỉ thế thôi. Chúng ta hàng ngày chúng ta phải để boilers ở đây để get boilers để mà tăng thêm thu nhập chỗ này, để mà chúng ta có thể nếu mà đủ, ví dụ như là đây được 43 chẳng hạn, thì khoảng độ 10 lần như này là được 430, 20 lần như này là khoảng 20 ngày là bạn đã mua thêm được một con ấy nữa rồi, một thần rớt nữa rồi. Thần rớt là 1000 mà 10 lần là 400 đúng không, 20 lần được 800, khoảng độ hơn gần tháng thì bạn đã mua thêm được con rớt nữa rồi, mua cách miễn phí, thế là ngon rồi. Nói chung là các bạn thường hỏi mình là kiếm cái này thu nhập được ít không, à được nhiều không, thì nó cũng giống như kiểu là việc các bạn đi học thôi, có người học giỏi, người học kém thôi. Ai chả biết là việc học sẽ rất là tốt, nhưng mà bạn có học được giỏi hay không thì là do cá nhân bạn thôi, bạn có độ cày kéo hay không. Thậm chí là chạy một cách đơn giản như là đi Grab thôi, bạn chăm chỉ hơn thằng bên cạnh thì bạn sẽ kiếm được nhiều tiền, thế thôi, chứ còn chứ không có cái gì là toàn vẹn cả. Nếu như mà cái này là nó một cách toàn vẹn thì mọi người đã không biểu tình, không đi Grab rồi cũng ngồi thư ở nhà như này cày liên tục, thế ai ra ngoài kia bán thịt chó cho bạn, ai chạy Grab đưa bạn đi thế này thế nọ, ai đứng bán hàng rồi dịch vụ các thứ. Đâm ra anh em cần phải xác định rõ. Ok, thì tổng quan web là như vậy. Chúng ta sẽ mua rồi kích quảng cáo. Nếu như bạn mới chơi thì cứ kích quảng cáo, còn các bạn mà chơi lâu rồi có thể tiến hành đầu tư, tùy các bạn. Đấy. Và cuối tuần mình sẽ tiến hành rút tiền cho các bạn xem. Ok, thì màn cuối cùng là màn dành cho anh em có tiền. Đây là con quét tàu nhanh với đây cộng 20% 6 phút này, working 1 ngày. Con này con tàu nhanh làm rất 1 ngày. Ví dụ như là đây, ví dụ như thằng này nhá, nó đầu tư 5 ruble thì trong vòng 314 thì nó nhận được 6 ruble. Thằng này đầu tư 17 ruble thì trong vòng 256 phút thì nó sẽ được 20.4 ruble. Mặc dù là cái web tàu nhanh này dành cho anh em biết chơi chứ cũng không phải là dành cho anh em ấy đâu. Đâm ra link của web mình sẽ để ở phần mô tả bên dưới cho anh em. Cái này thì mình đã nói rất nhiều rồi, đâm ra những anh em mới thì đừng có mà lao vào, đừng có thấy mà anh em cả mọi người kiếm được nhiều tiền là các bạn cũng lao vào theo đâu, không dễ dàng như vậy. Thì ở web này mình sẽ vào 10 ruble bởi vì nó chạy 1 ngày rồi, thành thử ra mình chỉ cần vào 10 ruble, sau đó thì tiền nó sẽ tự động chuyển về ví cho mình. Thành thử mình chỉ cần vào 10 ruble rồi mình quên nó đi, tiền nó sẽ tự động chuyển về ví. So với web này thì lãi suất nó cao hơn cho web kia rất nhiều, mà lại không cần phải chăm sóc nhiều, mà chúng ta chỉ đập một phát là xong, không cần phải suy nghĩ. Nhưng mà cái web như thế này thì nó sẽ mạo hiểm hơn web kia rất nhiều, mà cộng với nó cũng không có cách nào cho các bạn để kiếm thêm tiền, mà nó chỉ có cách là đầu tư mà thôi. Cái kia còn có boilers, rồi còn kích quảng cáo, rồi còn tặng này tặng nọ đấy, chứ còn thằng này thì không có, này chỉ có đầu tư vào là đầu tư. Các bạn có thể nhìn thấy đây, mình vào 10 ruble và sau 359 phút mình sẽ nhận được 12 ruble. Với lãi suất như thế này thì cũng không phải là quá cao, nhưng mà nó cũng là một con web tàu nhanh đáng để cho anh em quan tâm. Bạn nào thích tàu nhanh thì cứ chơi thôi. Cái này lưu ý nhá, nhắc lại không dành cho những anh em mới chơi. Cái này tàu nhanh này thì anh em gần như là biết chơi rồi thì mới chơi được thôi. Ok, cảm ơn các bạn đã xem kênh YouTube của mình. Các bạn nhớ đón xem những clip rút tiền cũng như clip mà mình làm mới như thế này để mà tốt cho các bạn hơn. Nếu như bạn là người mới thì tốt nhất nên xem lại thật nhiều, bởi vì ở một clip mình sẽ không nói được hết, nhiều khi các bạn cũng không hiểu, nhiều khi các anh em mà còn chưa biết về ví nữa thì các bạn cần phải nắm vững về ví trước thì các bạn mới có thể kiếm được tiền. Bởi vì khi tiền chuyển về ví cho anh em mới là tiền được, chứ còn tiền mà nó chưa về ví thì nó chưa phải là tiền, mà bạn không biết cách sử dụng ví thì làm sao bạn có thể chuyển tiền được. Ok, cảm ơn các bạn đã xem kênh YouTube của mình.